ít người sanh làm nữ dạ xoa Câu năm Sân hận không bao giờ giúp phục sân hận Chỉ vô sân giúp phục sân hận mà thôi Đời này hận rửa hận Muôn thỏa chẳng sạch thù Từ đi rửa sạch hận Là định luật thiên thu kệ pháp cố số năm này đức bổn sư thuyết ra khi ngài ngự tại đại tự jetavana đề cập đến nàng thạch nữ tương truyền rằng thuở ấy có một công tử thiếu niên khi cha mới qua đời một tay cậu chăm lo phụng dưỡng từ thân vừa phải đảm đang coi sóc mọi việc trong nhà ngoài ruộng. Bà mẹ thấy con đơn chiếc mới bảo con rằng: "Để má lo bề gia thất cho con nghe không? Má ơi, má đừng nói chuyện ấy, má còn sống đến ngày nào, con nguyện ở vậy nuôi má đến ngày ấy cho đến trọn đời. Con à, một mình con mà gánh vác luôn cả mọi việc ruộng nương nhà cửa, lòng má ấy nấy không vui." con để má lo đôi bạn cho con thiếu niên từ chối nhiều phen nhưng bà mẹ cứ thúc giục dỗ dành mãi nên cậu làm thinh nhận chịu khi ấy mẹ cậu ra đi định đến dạm hỏi con gái của một gia đình nọ thiếu niên muốn biết ý mẹ bèn nói vói rằng má định nói con ai vậy cô con gái nhà ông mổ bà mẹ đáp thiếu niên nghe rồi Cảng mẹ lại và ngỏ lời chỉ nhà cô gái mà cậu ưng ý. Chiều lòng con, bà mẹ đi ngay đến nhà ấy, dạm hỏi con gái chủ nhà cho con trai mình, định ngày làm lễ cưới, và đến ngày ấy, rước dâu về cho con có người nội trợ. Cô vợ hiếm hoi, ở với chồng một thời gian khá lâu mà không sinh nở. Thấy vậy bà mẹ bảo người con trai, Con à, con vợ mà con ưng ý biểu má cưới đem về, bây giờ mới biết là nó hiếm hoi, không xin nở được. Chẳng lẽ đến nhà ta tuyệt tự vì không con nối dòng. Con để má kiếm đứa khác cho con. Thiếu niên không chịu, đáp tắt ngàn, thôi đi má. Nhưng bà mẹ chẳng nản lòng, cứ theo ọn ý nói mãi. Cô thạch nữ nghe lõm được chuyện này, tự nghĩ. Áo mặt sau qua khỏi đầu, làm con làm sao cải được lời cha mẹ. Một mai chồng ta cưới vợ bé đem về, nếu nó có con, chắc mọi người trong gia đình sẽ cưng trọng nó mà khinh rẻ ta, xem ta nhà hạng tôi đòi. Ôi, hay là ta hãy kiếm vợ bé cho chồng để ta được trọn quyền chọn lựa người theo ý muốn của ta. Thế rồi cô thạch nữ lân la đến một gia đình nọ dạm hỏi một cô thiếu nữ để làm vợ bé cho chồng. Nhưng ban đầu, cô ta bị cha mẹ cô gái cự tuyệt hỏi rằng, Thiếm ơi, sao Thiếm nói gì lạ vậy? Dạ, bởi vì tôi hiếm hoi, không thể sanh con cho chồng tôi khỏi tuyệt tự. Nếu gì nó đẻ con trai, gì nó sẽ được trọn quyền cai quản cả gia đình, làm chủ luôn cả tài sản nữa. Sau cùng, cô thạch nữ thuyết phục được gia đình cô gái và dắt cô đem về cho làm vợ bé chồng mình. Nhưng rồi, tâm cô Thạch nữ nảy sanh như vậy, nếu con nhỏ này sanh con trai hoặc con gái thì một mình nó sẽ nắm hết quyền hành trong nhà ta, ta phải mưu tính cách nào không cho nó sanh con mới được. Thế nên, cô Đinh Ninh dặn dò cô vợ bé rằng: "Dì nó à, khi nào dì cấn thai thì báo cho chị biết nghe không?" cô vợ bé vô tình đáp lại, dạ, dạ. Y theo lời hứa, khi biết mình có ngán, cô vợ bé bèn báo tin cho cô thạch nữ hay. Cô này đã có dụng ý từ trước, nên hàng ngày thường làm ra vẻ yêu thương, tự tay nấu cơm cháo, bưng đem cho cô vợ bé ăn. Khi được biết tin cô vợ bé thọ thai, cô ta bèn trộn lẫn thuốc phá thai vào vật thực cho cô vợ bé và kết quả là cái thai bị xảo cô vợ bé thọ thai lần thứ hai cũng thiệt tình nói cho cô thạch nữ biết cô này lại hạ độc thủ làm cô vợ bé trụy thai lần thứ hai các phụ nữ lối xóm có người tò mò hỏi cô vợ bé rằng có phải chị bị bà lớn lập tâm hãm hại chăng cô vợ bé bèn tỏ hết tâm sự gia đình liền bị các cô bạn trách rằng chỉ có chị là mù quán dại dột mới tin nghe vợ lớn như vậy. Con mẹ sợ mất chủ quyền trong nhà nên hốt thuốc phá thai cho chị uống. Chị tin lời con mẹ nên mới bị hư thai. Tự ra đừng thèm nghe theo con mẹ nữa. Mấy lời rỉ tai nói nhỏ của mấy cô bạn láng giềng khiến cho cô vợ bé sinh nghi. Nên khi có thai lần thứ ba, cô ta không tiết lộ cho cô vợ lớn biết nhưng rồi bụng càng ngày càng to. Cô ta bị bà vợ lớn hạch hỏi rằng, sao gì có thai mà không báo cho chị biết? Túng nước, cô vợ bé phải đáp thật rằng, chị đã báo hại, làm cho em hư thai hết hai lần rồi, bây giờ báo em nói cho chị biết nữa hay sao? Cô thạch nữ nghĩ thầm, mưu kế của ta bị bại lộ rồi. Từ đó, cô ta rình rập, chờ dịp nào cô vợ bé sơ ý ra tay. Đến khi cái thai đã lớn, cô ta mới gặp cơ hội. Bèn trộn thuốc phát thai vào thang thuốc bổ của cô vợ bé. Cái thai đã già ngày tháng, nên không xảo ra. Dựng vụ ngay dạ dưới đau trần dữ dội. Nghĩ mình sắp thiệt mạng vì tay cô vợ lớn, nên vừa khóc vừa thề nguyện rằng. Một tay mày sát hại ba đứa con tao, bây giờ tới tao cũng chết vì tay mày. Chết rồi tao sẽ đầu thai làm nữ dạ xoa để ăn thịt mấy đứa con mày lại mà rửa hận. Dứt lời cô ta tắt hơi luôn. Thọ xanh làm con mèo cái trong nhà. Còn cô thạch nữ bị chồng lôi ra mắng rằng Con ác phụ, mày đã báo hại làm cho tao phải tuyệt tự. Chưa đã nư giận. Chồng cô còn thúc cùi chỏ, lên gối, thẳng tay đấm đá một cách tàn nhẫn bị trận đòn chí tử cô thạch nữ đau nặng bỏ mình luôn chuyển kiếp làm con gà mái trong nhà không bao lâu con gà mái lớn lên bắt đầu đẻ trứng con mèo rình ăn trộm ổ trứng đầu tiên của nó lứa trứng thứ hai thứ ba cùng con gà mái cũng bị ăn luôn con gà mái căm thù con mèo mới thề rằng mày ăn của tao hết ba lứa trứng Bây giờ còn muốn ăn thịt cả tao nữa, tao mà chết rồi, đầu thai kiếp khác, tao thề sẽ ăn thịt lũ con mày lại báo oán. Thế rồi con gà mái chết, đầu thai làm con beo cái, còn con mèo cái khi chết đầu thai làm con nai cái. Đến khi con nai cái sanh con, ba lần đều bị con beo cái tìm đến ăn thịt con cả ba lần. Khi biết mình sắp chết, con nai cái thề rằng Mày ăn thịt con tao ba lần Bây giờ còn sắp ăn thịt tao nữa Tao thề kiếp sau sẽ ăn thịt cả mày lẫn con mày Mới hả dạ tao Nguyện rồi con nai cái chết Hóa thân làm hắc nữ giả xoa Tức là bà chằn đen Còn con beo cái sau khi chết Đầu thai làm con gái một gia đình trưởng giả ở Kinh Thành Cô gái lớn lên được gả về làm dâu trong một gia đình ở tận cổng làng. Đến khi thiếu phụ sanh đứa con đầu lòng, dạ xoa cái hiện đến, hóa hình giống như người bạn chí thân của thiếu phụ, giả vờ hỏi thăm người nhà của thiếu phụ rằng, chị bạn thiết của tôi đâu? Nằm ở trong buồng mới sanh con. Nghe vậy nữ dạ xoa nói, để tôi vô thăm coi, sanh trai hay gái. Dạ xoa vô buồn, giả vờ ẩm đứa hài nhi sơ sinh ăn thịt rồi biến mất. Lần thứ hai thiếu phụ sanh con, cũng bị nữ dạ xoa hiện đến ăn thịt như thế. Đến lần thứ ba, khi mang thai gần đến ngày sanh, thiếu phụ bảo chồng rằng, Mình ơi, tại đây có con chằn cái, nó đã ăn thịt con ta hai lần rồi, kỳ này em muốn về nhà ba má em để nằm chờ. Và thiếu phụ sanh đứa con thứ ba, tại nhà cha mẹ ruột của mình tại thành Savatthi. Trong khi ấy, nữ dạ xoa có phận sự phải đi đội chuyện nước, vì tất cả giả xoa ở quốc độ của vua Vesavana, Tỳ Sa Môn, là vị đại thiên vương trấn thủ phương Bắc, đều bị bắt đi chuyện nước từ hồ Anotata, tức là hồ Thiên Lãnh. Công việc làm sâu này kéo dài đến 4 năm tháng. Khi được phóng thích, các giả xoa khác đều bị bỏ mạng vì quá nhọc xác còn giả dạ xoa kali hắc nữ khi mãn hạn được thả ra lật đật trở lại nhà của thiếu phụ và hỏi rằng cô bạn của tôi đâu cô ấy lánh mặt đi nơi khác rồi kiếm không gặp đâu vì ở đây cô sanh đứa con nào cũng bị bà chẳng tinh tới bắt ăn thịt hết nên kỳ này cô về nhà cha mẹ ruột của cô rồi nghe đáp như vậy nữ dạ xoa lấy làm tức tối nói thầm một mình giàu cho đi đằng nào mày cũng không thoát khỏi tay tao. Lòng đang sôi sục hận thù, nó vụt chạy về phía trong thành Savati. Ngày ấy, nhằm ngày lễ đặt tên cho đứa con mới sanh, thiếu phụ tắm rửa cho con sạch sẽ, đặt tên cho nó và nói với chồng, anh à, bây giờ chúng mình trở về nhà. Nói đoạn thiếu phụ bồng con, theo chồng lên đường về chốn cũ. Khi đi ngang qua tỉnh xá Jetavana, tới chỗ ao hồ thiếu phụ trao con cho chồng ẩm lội xuống tắm dưới ao tắm xong nàng lên bờ ẩm con cho chồng xuống tắm thiếu phụ đứng trên bờ bỗng thấy dáng con dạ xoa lù lù chạy tới khi nhận biết đích xác là nó rồi thiếu phụ lớn tiếng ríu rít kêu chồng anh ơi anh ơi mau lên con dạ xoa nó tới đây rồi nè liệu chồng lên không kịp thiếu phụ ẩm con quay quả cắm đầu chạy ngay vào trong tịnh xá. Lúc bấy giờ, đức bổn sư đang ngồi thuyết pháp giữa tứ chúng. Thiếu phụ đặt đứa hài nhi dưới chân đức như lai, rồi bạch rằng: "Con xin cúng dường đức ngài đứa nhỏ này. Xin ngài từ bi tế độ cứu sanh mạng con của con." Ngoài cổng tam quan, nữ già xoa vì vị trời Sumana, tức là trời thiện ý đứng trấn giữ nơi đó chặn lại không cho vào tịnh xá đức bổn sư bèn kêu đại đức ananda và dạy rằng này ananda hãy ra gọi nữ giả xoa vào đây đại đức ananda ra gọi nữ giả xoa vào thiếu phụ la lên bạch ngài nó vào đó đức bổn sư bảo cứ để yên cho nó vô đừng làm ồn khi nữ già xoa đến nơi, đứng trước đức bổn sư, ngài khiển trách. Tại sao ngươi làm như vậy? Nếu các ngươi không có duyên lành, được diện kiến một vị Phật như ta, thì các ngươi còn buộc oan trái với nhau mãi mãi, cho đến hết một kiếp của quả địa cầu, như con rắn với con mông thử, hãy gặp nhau là rung rẩy sừng sộ, sôi sụp hận thù, hay như con quả với con chim cú vậy. Tại sao các ngươi lấy hận rửa hận, lấy oán báo oán? Thù hận chỉ có thể dập tắt bằng từ bi, chỉ không phải bằng hận thù được. Nói rồi, Đức Bổn Sư đọc bài kệ Khóc cùng trên cõi nhân gian, có đâu thù hận dẹp tan hận thù. Từ bi cởi mở hận thù, đó là định luật thiên thu lưu truyền. Chú giải đời này hận rửa hận muôn thuở chẳng sạch thù chẳng thắt nào ta lấy nước dơ như nước bọt nước mũi chẳng hạn để rửa chỗ dính phẫn uế thì không thể nào sạch sẽ thơm tho được trái lại chỗ rửa ấy càng nhơ nhớp hôi thúi lên cũng như thế khi bị người mắng mắng lại khi bị người đánh đánh lại người để mong trả thù rửa hận thì mối oan trái đó sẽ không giải tỏa mà còn thắt chặt thêm và hận thù cũng chẳng được trấn an nên ngày càng tăng trưởng từ bi rửa sạch hận thù chẳng khác nào lấy nước trong sạch để tẩy rửa vết nước miếng nước mũi phẫn uế thì chỗ rửa ấy mới được sạch sẽ hết mùi hôi thối cũng y như thế vết nhơ hận thù nhờ thứ nước nhẫn nhục từ bi tẩy sạch được người biết lưu tâm chiêm nghiệm, thấu triệt được chân lý, thì tự khắc bao nhiêu hận lòng cố kết cũng đều tan rã. Là định luật thiên thu, pháp dùng nước từ bi để tẩy sạch hận thù là một pháp hoàn toàn bất di bất dịch, đã có từ ngàn xưa mà tất cả chư Phật độc giác và thinh văn giác đều công nhận. Bài kể vừa dứt, nữ dạ xoa chứng được quả tu đà hoàng thính chúng câu hội nơi ấy cũng đều hưởng được lợi ích kế đó đức bổn sư bảo thiếu phụ con hãy trao đứa hài nhi qua nữ dạ xoa bạch ngài con không dám chớ nên sợ vô lý không can gì đâu thiếu phụ bạo gan đưa con mình qua tay nữ dạ xoa nữ dạ xoa tiếp ẩm đứa bé vào lòng hôn hít nựng niệu rồi trao trả lại cho mẹ nó rồi phát khóc ấm ức đức bổn sư liền hỏi sao ngươi lại khóc bạch ngài lúc trước con dùng đủ phương này trước nọ để nuôi mạng sống mà còn đói lên đói xuống không được no lòng bây giờ con sẽ sống bằng cách nào đây ngươi chớ nên quá lo âu sau khi an ủi dạ xoa đức bổn sư dây qua bảo thiếu phụ rằng con hãy đem nó về nhà, cho nó ở chung và cấp dưỡng cao lương mỹ vị cho nó. Thiếu phụ dắt nữ dạ xoa về nhà, cho ở một trái phía sau và hằng ngày cúng dường cơm cháo, bánh trái, toàn thứ ngon lành thượng hạng. Tới khi trong nhà đập lúa, dạ xoa thấy đòn sóc dơ lên cao, sợ dán xuống trúng đầu mình nên nói với thiếu phụ. Tôi không thể nào ở đây lâu hơn nữa. Bạn kiếm cho tôi một chỗ khác. Thiếu phụ đưa dạ xoa đi lựa chỗ, lần lượt từ trái nhà kho trữ đòn sóc, vào nhà tắm, vào nhà bếp, vào chòi dựa xoài, rồi ra đống rác, ra tận cổng làng. Đến chỗ nào dạ xoa cũng lắc đầu không chịu ở. Nói rằng, ở đây, thấy đòn đập đúa dơ lên dơ xuống, tôi sợ trúng nhầm, đầu tôi sẽ bể hai còn ở đây con nít tạc xối nước dơ ở đây người ta đổ rác ở đây lũ trá trong làng làm thầy coi tướng vân 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 cuối cùng thiếu phụ đưa nữ dạ xoa ra tới ngoại ô chọn một địa điểm an tịnh vắng lặng nữ dạ xoa bằng lòng ở đó hằng ngày thiếu phụ vẫn đem món ăn thượng vị cung cấp cho nó nữ dạ xoa tự nghĩ Cô bạn của ta đối xử với ta rất mực thâm tình. Ta phải làm sao đền đáp ân đức trọng hậu của người trong muôn một. Rồi nữ dạ xoa nói cho bạn biết rằng năm nay trời sẽ mưa nhiều, bạn nên gieo trồng trên chỗ đất gò. Năm nay nắng hạn, bạn nên gieo trồng trên chỗ đất bưng. Nhờ đó, năm nào thiếu phụ cũng được trúng mùa, cửa nhà sung túc, trong khi mùa màng của những người khác đều bị hư hại, vì mưa già hay nắng hạn. Bạn bè hàng xóm hỏi thăm thiếu phụ. Này chị, sao mùa màng của những người khác đều bị hư hoại? Mùa màng của chị gặp năm dư nước, thiếu nước chị cũng không bị hư hại như của người khác. Hình như là từ khi đầu mùa, chị đã tiên đoán biết trước năm nào mưa dầm, năm nào nắng hạn vậy phải không? Hay là chị làm cách nào? Thiếu phụ tỏ thật rằng tôi có bạn nữ dạ xoa cô ta tiên đoán biết trước thời tiết mỗi năm mưa nhiều hay nắng nhiều đều có nói cho chúng tôi hay chúng tôi theo lời cô ta chỉ dẫn mà làm mùa nhờ vậy năm nào chúng tôi cũng trúng vậy chứ bà con không thấy ngày ngày chúng tôi đem cơm cháo bánh trái đi ra hay sao đó là những vật thực chúng tôi đem đến cung cấp cho cô ta vậy bà con muốn cậy cô ta chỉ biểu dùng cho thì cứ đem vật thật ngon lành đến biếu cô ta là được chứ gì. Khi ấy, tất cả cư dân trong thành tranh đua nhau mang lễ vật đến. Từ đó về sau, nữ dạ xoa làm bà thầy hướng dẫn nông nghiệp cho mọi người, được cúng dường lợi lộc dồi dào và quy tụ rất đông tín đồ đệ tử. Sau đó, bà ta có lập ra tám thứ thực phẩm do người bắt thăm dân cúng, và cái lệ này vẫn còn gìn giữ cho đến ngày nay dịch giả cẩn đề tranh chấp tranh quyền nghịch lẫn nhau giết con tình địch họa càng sâu gà beo lộn kiếp hai đời khổ chẳng thú bàn xanh mấy đọa sầu có oán nào từng vui đến trước thâm thù chỉ để hận về sau vâng lời phật dạy từ đi xã Cùng sống mương theo đạo lý màu, Dứt tích người sanh làm nữ dạ xoa,